Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tại phiên xét xử 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thuộc cấp, hợp thức hóa hồ sơ để niêm yết cổ phiếu, mượn chứng minh thư của nhiều người để mở các tài khoản chứng khoán thực hiện giao dịch nhằm thu lợi bất chính hơn 4.300 tỷ đồng. Nêu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị mức án ông Quyết từ 24 đến 26 năm tù cho hai tội. Hai em gái ruột của ông Quyết là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC, bị đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù, và Trịnh Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS, bị đề nghị từ 10 đến 12 năm tù. Hai bị cáo này bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan tố tụng đánh giá Nga và Huế phạm tội với vai trò giúp sức cho anh trai chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng cho rằng từ năm 2017 đến năm 2022, Quyết chỉ đạo hai em gái Huế và Nga cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán ngân hàng nhằm thao túng thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Theo chỉ đạo, các em của Quyết và nhiều thuộc cấp đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch, đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Điển hình như mã HAI đẩy giá từ 3.700 đồng trên một cổ phiếu lên tới 22.500 đồng trên một cổ phiếu trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng. Mã cổ phiếu FLC được thổi từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng trên một cổ phiếu, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng. Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Trừ chi phí, các đối tượng thu lợi hơn 600 tỷ đồng. Viện Kiểm sát còn xác định Quyết trong giai đoạn 2014-2016 làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống của công ty FLC Faros từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Quyết chỉ đạo bán chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau khi đã mua xe ô tô tại hãng được một thời gian thì có đối tượng gọi điện giới thiệu là nhân viên cửa hàng bán xe ô tô thông báo cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe, nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho đối tượng để làm thủ tục. Những người này sau đó đã tin tưởng và giao xe ô tô và giấy tờ cho đối tượng. Được một thời gian, khi người dân muốn lấy lại xe ô tô thì đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, dẫn đến người dân rất bức xúc. Đồng thời, cũng tại thời điểm này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phát hiện tại một số cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện việc cầm cố tài sản là ô tô không đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh Nghệ An xác định vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, với thủ đoạn rất tinh vi nên đã lập án đấu tranh. Qua xác minh, xác định đối tượng liên quan là Trần Thị Hát, sinh năm 1997, trú ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh. Qua quá trình điều tra, trong thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trần Thị Hát đã liên hệ với những người đã mua xe ô tô trước đây mà Hát tư vấn, sau đó đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe, nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho Hát. Khi lấy được tài sản của khách hàng, Trần Thị Hát đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra, Hát còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai thuê xe ô tô,
Sau khi thuê được xe thì H đưa xe ô tô đi cầm cố để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Trần Thị H đã thực hiện 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 27 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, tiến hành khám xét nơi ở đối với Lê Văn Trường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thuyết TH và Lê Thị Thắm, kế toán công ty để điều tra tội trốn thuế. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Lê Văn Trường sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thuyết TH có địa chỉ tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, đã sử dụng pháp nhân 4 công ty do Trường thành lập, gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Trường Vinh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thuyết TH, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Tây Vinh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Sơn Vinh. Lợi dụng mức thuế giá trị gia tăng khác nhau giữa việc xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho cá nhân, thuế giá trị gia tăng là 5%, và xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng là 0%. Trường đã chỉ đạo Lê Thị Thắm sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, là kế toán công ty, xuất khống hóa đơn từ khách hàng là cá nhân sang khách hàng là doanh nghiệp để trốn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ 298 triệu đồng. Sau khi phê chuẩn các quyết định và lệnh khám xét nơi ở của các bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật Hình sự và tham gia kiểm sát hoạt động thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can Lê Văn Trường và Lê Thị Thắm. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong luật hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn. Đây là nội dung văn bản mới được Bộ Giao thông Vận tải ban hành nhằm tiếp tục tăng cường quản lý nhằm phòng ngừa tiêu cực, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định xe cơ giới thời gian tới. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kiểm định xe cơ giới, đặc biệt là việc duy trì, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình kiểm định phương tiện, tích cực phòng chống tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện tại đơn vị. Trong thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm quảng cáo cho vay tiền bằng cách sử dụng iCloud đơn giản, chỉ cần sở hữu điện thoại iPhone chính chủ. iCloud là tài khoản lưu trữ dữ liệu và thông tin cá nhân của người dùng iPhone lên điện toán đám mây. Hình thức vay tiền bằng iCloud thực chất là một hình thức thế chấp thông tin cá nhân để vay tiền. Khi người dùng đăng nhập vào iCloud cho vay, các đối tượng có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân và thậm chí có thể khống chế người vay. Các cơ quan công an cũng đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay bằng iCloud. Một ổ nhóm tín dụng đen tại Bắc Giang đã cho hơn 30.000 người vay với tổng số tiền giải ngân lên đến khoảng 70 tỷ đồng và lãi suất có thể lên tới hơn 600% trên năm. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên cung cấp mật khẩu tài khoản iCloud của mình cho bất kỳ ai để tránh rủi ro dò rỉ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin điện tử trong thời đại